nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao thành tích xuất khẩu và năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách bền vững thông qua việc cải thiện các điều kiện khung thuận lợi cho phát triển xuất nhập khẩu, tăng cường cơ chế đối thoại công tư và phát triển hệ sinh thái năng động hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu. Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ tại Việt Nam vừa bàn giao cho Bộ Công Thương báo cáo chiến lược thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa cho 10 ngành và lĩnh vực ưu tiên. Đây là một phần trong chương trình hỗ trợ thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn đến năm 2030 do Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC thực hiện trong khuôn khổ dự án chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ tài trợ. Có thể nói việc hỗ trợ của chính phủ Thụy Sĩ thông qua dự án này có một cái vai trò hết sức quan trọng. Chúng ta cũng biết là nền kinh tế Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế có độ mở rất lớn và phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất khẩu, đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế. Tuy nhiên là chúng ta cũng đang đối mặt với rất nhiều những thách thức trong việc tiếp tục phát triển một cách bền vững hoạt động xuất khẩu. Và do vậy, việc xây dựng một cái chiến lược phát triển xuất khẩu đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường, đáp ứng được cái tình hình, những cái bối cảnh mới và đặc biệt là với sự hỗ trợ của các chuyên gia thông qua dự án thì chúng tôi cũng đã thực hiện được một cái khảo sát tương đối toàn diện trong cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam về cái nhu cầu về phát triển sản xuất kinh doanh cũng như là hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động xuất khẩu thời gian tới. Thì đây là những cái kết quả có thể nói là cụ thể, nổi bật và thiết thực giúp chúng ta không chỉ là trong hoàn thiện thể chế và còn là nâng cao năng lực của các doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu mang tính bền vững thời gian tới. Nhằm góp phần triển khai chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn đến năm 2030 và kế hoạch hành động liên quan, Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC đã xây dựng báo cáo chiến lược đối với 5 ngành ưu tiên được lựa chọn gồm điện tử, hàng hóa môi trường, gỗ và đồ nội thất, nông nghiệp và dệt may, đồng thời xây dựng chiến lược riêng cho 5 lĩnh vực cạnh tranh thương mại là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, chất lượng, tiêu chuẩn và chứng nhận, tính bền vững và bao trùm và tạo thuận lợi thương mại. Đây là những lĩnh vực đóng góp quan trọng trong việc phát triển chuỗi giá trị và xuất khẩu. Chúng tôi luôn tích cực hỗ trợ Việt Nam trên con đường hội nhập và tham gia vào hệ thống thương mại quốc tế. Thông qua quan hệ hợp tác chiến lược với Tổ chức Thương mại Quốc tế ITC, chúng tôi không chỉ hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu tổng thể nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường toàn cầu hiệu quả, mà còn giúp định hình các chiến lược ngành, thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới trong các ngành công nghiệp quan trọng ở Việt Nam. Sự hợp tác này thể hiện cam kết của Thụy Sĩ trong việc hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế bền vững. Các hoạt động của dự án không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các báo cáo chiến lược mà sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Công Thương trong việc tổ chức, triển khai thực hiện chiến lược và kế hoạch hành động thông qua các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ về công tác quản lý, tổ chức triển khai, giám sát và đánh giá chiến lược cũng như kế hoạch.